Đầu tiên thì Phương Anh xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả những khán giả đang theo dõi clip này. Thật sự để nói về bí kíp với Phương Anh thì vô cùng nhiều luôn. Bởi vì Phương Anh có cái quan niệm ấy, phụ nữ như một bông hoa mà không được chăm sóc, không được chăm bón thường xuyên thì sẽ tàn phai rất là nhanh. Chính vì thế mà Oanh lại là cái người rất là yêu cái đẹp nữa, cho nên là Oanh luôn luôn tìm kiếm tất cả những cái phương pháp làm sao để cho mình được đẹp nhất có thể, được tự tin nhất và tỏa sáng nhất, đặc biệt là phải phù hợp nhất với cơ địa cũng như là với tổng thể của mình. Và tiện thể đây nói về bí kíp của Phương Oanh thì hôm nay Phương Oanh sẽ chia sẻ một trong những bí kíp mà Phương Oanh có thể nói là chiêm nghiệm và tâm đắc trong suốt 3 năm nay. Một sản phẩm mà anh nghĩ rằng là nếu như ai mà theo dõi Phương Anh thường xuyên trong những năm gần đây thì đều thấy là một năm ít nhất là anh phải review về sản phẩm này đến 2-3 lần ấy, bởi vì anh rất là tâm đắc. Đấy chính là sản phẩm Diamond White. Nghe cái từ Diamond White thì có lẽ là những ai chưa biết thì sẽ cảm thấy là ôi một sản phẩm gì đó mới nhỉ, nhưng không hề nhá. Diamond White là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản mới nhất của Beauty Plus, trước đó là Beauty 99. Đây, Phương Anh cho mọi người xem. Đây, đây là bao bì mới của Beauty Plus, hiện tại đang tên là Diamond White. Nói về sản phẩm này thì Phương Anh rất là tâm đắc, bởi vì trong suốt 3 năm nay, mỗi một năm anh dùng một version khác nhau. Đầu tiên là Beauty 99, sau đó thì là Beauty Plus và hiện tại là Diamond White. Mỗi một phiên bản thì đều nâng cấp hơn, này, hiệu quả hơn, rõ rệt, ít nhất là đến 3 lần. Tại sao Phương Anh lại dám khẳng định như vậy? Bởi vì Phương Anh xin chia sẻ lần lượt nhé. Ngày xưa ấy, cách đây khoảng 3 năm thì Phương Anh dùng đầu tiên là phiên bản Beauty 99. Thì cơ thể của anh thì cũng là một dạng cơ địa hấp thụ khá là ok. Thì xong cho đến lọ thứ hai, tức là khoảng hơn 1 tháng, là Phương Anh cảm thấy là da mình nó có những cái chuyển biến rất là rõ. Thế nhưng mà đến năm thứ 2, Phương Anh dùng xong version 2, phiên bản 2 là Beauty Plus, thì Phương Anh thấy là chỉ khoảng 1 tháng thôi, khoảng hơn 3 tuần thôi, là mình đã cảm thấy là ôi sản phẩm này nó lại đúng là kiểu cao cấp hơn ấy, nâng cấp hơn và trắng vượt trội hơn. Cho nên là chỉ khoảng hơn 3 tuần là Phương Anh đã thấy hiệu quả rồi. Nhưng riêng với Diamond White, Phương Anh cảm thấy là nó phải gọi là đỉnh của đỉnh ấy. Bởi vì cái thời điểm mà Phương Anh dùng Diamond White là thời điểm da rất là xấu. Bởi vì là mỗi một năm anh sẽ dùng một đợt khoảng tầm 4 tháng. Thế sau đó thì anh sẽ nghỉ. Thì đợt vừa rồi, năm vừa rồi là năm anh rất là bận, và anh phải thường xuyên nói chung là làm việc dưới trọn cái nắng hè vừa rồi luôn. Thế cho nên là da rất là đen và thật sự là nó bị kiểu sạm hẳn luôn ấy. Thì Phương Anh nghĩ ngay đến sản phẩm Beauty Plus. Nhưng mà khi mà hỏi công ty thì lúc đấy là đã ra phiên bản Diamond White này rồi. Phương Anh cảm thấy như là ôi kiểu háo hức ấy, vì là Beauty Plus đã gấp mấy lần Beauty 99 ngày xưa rồi, thì bây giờ Diamond White gấp thêm nữa thì không biết là hiệu quả nó sẽ như thế nào. Cảm giác như mình được cứu luôn ấy. Thì anh dùng đến Diamond White thì chỉ khoảng hơn 2 tuần thôi, anh nhớ là khoảng tầm trên 10 ngày thôi là đã thấy da nó mướt rồi. Thế là cảm thấy là ôi, chứng tỏ là cơ thể mình đến bây giờ là anh đã rất là hợp với cả Diamond White, hợp với Beauty. Thì khi mà anh dùng thang Diamond White thì thấy rõ ràng là cơ thể mình nó hấp thụ rất là tốt, bởi vì có lẽ là trong cái cơ địa mình ngày trước đã hấp thụ, đã có sẵn những cái dưỡng chất của Beauty rồi. Thế cho nên là khi mà dùng sang phiên bản mới nhất thì nó sẽ có cái hiệu quả rõ rệt hơn, này, nhanh hơn và cao hơn nữa. Thế cho nên là anh dùng đến khoảng tuần thứ 2 thôi, khoảng 12 đến 14 ngày thôi, là anh đã thấy là cơ thể mình đã có cái sự chuyển biến rõ rệt. Và như mọi người thấy đây, hiện tại là Phương Anh đang quay lại dùng Diamond White được khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng nay rồi. Nếu như ai theo dõi anh cái thời điểm đầu đợt hè thì đã thấy là anh rất là đen. Anh vừa đen vừa gầy hơn hẳn so với trước kia. Thì khi mà bây giờ mọi người lại thấy là anh rõ ràng lại mướt mải hơn, da lại trắng hơn, sáng hơn, và mọi người thấy là mỡ màng hẳn. Thì đây là bí kíp của Phương Anh. Đây, ok luôn. Anh sẽ đập hộp cho mọi người xem là ở trong Diamond White gồm có những gì. Nó giống như phiên bản Beauty 99 và Beauty Plus, tức là nó sẽ có một hộp đựng là sản phẩm như thế này, đựng viên nang như thế này, và sẽ đi kèm theo là một hộp sơ cua nhỏ nhỏ, xinh xinh tiện tiện. Một trong những lý do mà anh rất là nghiện dùng sản phẩm này, bởi vì là bao giờ nó có một hộp sơ cua rất là xinh. Từ phiên bản Beauty 99 lẫn Beauty Plus thì các cái lọ kèm theo như là một hộp phấn ấy, mình cho trong túi như là một cái vật trang trí của mình, và mình cảm thấy nó rất là nữ tính. Đặc biệt là Diamond White thì mọi người thấy là cái thiết kế của cả lọ to lẫn cả hộp nhỏ thì nó đều là mang cái thiết kế giống viên kim cương. Mà anh tin chắc là phụ nữ ai cũng thích kim cương cả. Đó, xinh lại còn màu đỏ mà anh cũng thích nữa, màu đỏ ruby. Xong anh nghĩ là anh cũng như tất cả những mọi người dùng sản phẩm này thì đều chiết ra như thế này. Đó,
rất là thơm. Một trong những lý do anh thích sản phẩm này cũng là cái mùi của nó, cái mùi đúng là cái mùi thảo mộc, cái mùi dược liệu từ thiên nhiên ấy. Đó, nói về dược liệu thì cái thành phần chính để chiết xuất nên sản phẩm này thì nó vẫn là trái ô liu xanh được nhập khẩu hoàn toàn từ Tây Ban Nha. Đây là thành phần chính nha, bởi vì trong trái ô liu xanh nó có cái tác dụng rất là tốt cho da. Nó sẽ làm trắng da đó, thì đấy là thành phần chính. Tất cả những cái dưỡng chất ở trong sản phẩm này thì đều là những dưỡng chất từ thiên nhiên này, từ những thảo mộc quý hiếm và đặc biệt là rất là đắt đỏ nhá. Đây quan cho mọi người xem luôn là trong hộp này nó có những cái gì nữa. Ngoài hai cái chính là sản phẩm da thì bao giờ cũng có cái phiếu như thế này. Đây chính là cái phiếu cam kết đền thẳng 100 triệu đồng nếu như mọi người phát hiện ra trong sản phẩm có những cái chất cấm hay là những chất làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những loại tem này, chứng chỉ GMP này, rồi tem chống hàng giả, rồi tem các cái mã vạch để check code các thứ. Thì khi mà anh cầm cái hộp sản phẩm này trên tay ấy, thì bao giờ có một cái cảm giác rất là tin tưởng và cảm thấy an tâm, bởi vì là tất cả những cái chứng thực như thế này đều khẳng định rằng là sản phẩm rất rõ nguồn gốc xuất xứ này và được kiểm nghiệm kiểm định rất là kỹ của Bộ Y tế, cho nên là khi mà sử dụng sản phẩm anh hoàn toàn yên tâm. Và bản thân Phương Anh chính là một minh chứng sống, không phải là chỉ riêng Phương Anh đâu mà kể cả người nhà Phương Anh cũng thế, bởi vì là Phương Anh dùng cái gì hay hay thì là sẽ lấy cho cả người thân, cho gia đình. Thì chị gái của Phương Anh có một cái việc, có một cái hiện tượng da là rõ hơn anh. Như anh thì anh chỉ cần trắng thôi và cần chống nắng, thì chị gái của anh còn bị tàn nhang bẩm sinh luôn á. Thì khi dùng đến sản phẩm beauty từ hồi beauty 99 là bắt đầu chị anh cũng dùng giống anh, thì là thấy rằng là các cái vết tàn nhang đấy nó mờ dần đi và da sáng trắng hồng lên. Thì anh thấy rằng là cái sản phẩm này ngoài cái tác dụng chính là làm trắng và chống nắng ra thì nó còn cả đặc trị những cái vấn đề tàn nhang với nám nữa. Đấy, mọi người thấy không? Đây là những minh chứng sống mà cả Phương Anh cũng như là người nhà Phương Anh đều cảm nhận thấy rất là rõ rệt ở Diamond White cũng như là beauty. Ôi, anh không biết là nếu như là nhà sản xuất còn ra được phiên bản nữa thì nó còn đến mức độ như thế nào ấy, bởi vì anh thấy rằng Diamond White đã quá đỉnh rồi. Từ cái hiệu quả lẫn cả cái độ an toàn của sản phẩm, anh thấy nó đang là ở dạng top rồi luôn ấy. Thì không biết là nếu như phiên bản mới mà còn có thể hơn nữa thì đương nhiên là anh sẽ phải chỉ trải nghiệm đầu tiên, bởi vì tính anh rất thích rất là tò mò và rất là thích trải nghiệm những cái mới, những cái phương pháp mới, bởi vì là cứ càng những phiên bản sau thì nó sẽ càng hiệu quả hơn, càng đem lại những cái mà an tâm hơn cho người sử dụng. Cho nên đương nhiên chắc chắn là với một fan của Diamond White thì chắc chắn là với phiên bản sau này Phương Anh sẽ là một trong những người trải nghiệm đầu tiên.